cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng A4 Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Hôm nay bên xe lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích hạ tầm trung đồng đứng. Và em này đến từ thương hiệu Maruyama và mã số hiệu là CSR351S nha mọi người. Hàng hệ đời mới nhất bây giờ thì em này dành cho anh em sử dụng các gia đình làm nhà vườn nhé. Rất là vừa tầm. Và em này có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực lớn này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có thắng xích đầy đủ nhé. Không có thiếu một chức năng gì ha. Anh em sử dụng cưa cây trong gia đình là rất là ngon nhé. Nhận đổ dễ sử dụng, dễ xài. Hàng đời mới thì rất là ổn định nha mọi người. Đó. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài 40cm, khoảng cách cắt được còn 35. Và xích được sử dụng xích chung 91. Xích đã được ráp xích mới cho anh em xài nhé. Lam là nước sơn thì còn nguyên này. Chưa bị dập đầu và chưa bị đè đầu lam, vẫn còn nguyên chữ hãng Maruyama trên cây lam không. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc nhé, và trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại cây lam. Đó, anh em chỉ được lấy lọc 2 ốc để lam thò ra đây là sẽ tăng xích được rồi ha mọi người. Đó, và cả bên phía mặt ốp lam các tem thương hiệu vẫn còn nguyên nha. Rất là đẹp và xuất sắc mọi người. Lòng này có số ký hiệu của nó luôn. Đó, lốc mặt tiền đây nhé. Tình trạng máy khá là đẹp, nhật quên sản. Thì em này mua rồi, em này thiết kế thêm cho mình một miếng giảm thanh này. Đó thì được thiết kế mình đi giảm thanh hai ống cô này thì giúp anh em sử dụng rồi thì nó êm ấm tiếng hơn, nó không bị ré, không bị rát nha mọi người. Đó. Bên phía hộp giật thì có sử dụng trợ lực nhé. Đó. Rất là đẹp và ở đây nó thiết kế cho cái núm bơm xăng gần hộp giật này, đây ngay đây này. Đó. Thì bên phía đằng sau này thì được thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu, nắp màu cam là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp màu đen là bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong ha. Ôi trời ơi, rất là đẹp nhá. Lọc đây, buji đây nha mọi người, buji zin nha. Cực kỳ mới nha. Lọc thì được thiết kế cho mình màng lọc giấy và màng lọc hai đầu nha mọi người, chống bụi tuyệt đối đi vào đầu nòng và bình xăng con nhé. Chế này là được sử dụng chế xăng gom rồi này. Đó, như mới luôn. Các con ốc này rất là sáng ha mọi người này. Mới leng keng luôn. Đó. Thì chế xăng gom rồi này rất là ổn định, dễ xài. Thứ hai là tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt và đồ thay thế rất là dễ nha mọi người. Đó. Thì giá của em này là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nhé. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy ha. Đẩy lên là xài, có trợ lực lên cứ kéo nhẹ là nổ nhé, nhích nhẹ lên là nổ nhé mọi người. CSR351S này là 3 triệu đồng tròn. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nhé. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video thì mình nhắn tin qua Zalo, bên sẽ gửi hình ảnh cho mọi người xem chi tiết rõ hơn ha. Đó, anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký và bật chuông thông báo nhé để nhận được những video mới nhất từ cửa hàng đăng lên cho mọi người tham khảo những dòng máy cưa xích nội địa Nhật Bản máy bãi ha. Đó, bên em chuyên đăng những cái máy đẹp nhất để cho anh em tham khảo về những cái dòng máy bãi nhé. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để hàng ha.